Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Hơn 2,36 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 1 năm 2024. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành ổn định sau bảo dưỡng tổng thể. Xuất khẩu Thanh Hóa một năm nỗ lực vượt khó. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 2,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này, tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có 75 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 235,4 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra có 174 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị góp vốn đạt hơn 116,5 triệu đô la Mỹ. Cùng với xu hướng tích cực của vốn đăng ký thì vốn giải ngân FDI của Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 cũng khá khả quan khi đạt 1,48 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 2023, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chính thức kết thúc kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất sau 4 năm đi vào vận hành thương mại. Đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác bảo dưỡng đã đạt chất lượng cao, đảm bảo nhà máy hoạt động trở lại ổn định, tuyệt đối không phát sinh sự cố về kỹ thuật. Ngay trong tháng 10 năm 2023, với việc tái khởi động sớm các phân xưởng công nghệ chính, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nhanh chóng cung cấp đủ các sản phẩm xăng dầu và sản phẩm sau lọc hóa dầu cho thị trường nội địa. Từ tháng 11 năm 2023, nhà máy đã nâng công suất vận hành lên 117% và duy trì mức công suất này ổn định đến hết năm. Nhờ vậy, tính chung năm 2023, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã cung ứng gần 7,7 triệu tấn sản phẩm các loại ra thị trường, vượt 1 tấn sản phẩm so với kế hoạch sản xuất năm. Với chất lượng bảo dưỡng cao, từ ngày 21 tháng 1 vừa qua, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã tiếp tục điều chỉnh nâng công suất vận hành lên 120%. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhà máy sẽ duy trì khoảng 200 nhân sự thường trực nhằm đảm bảo vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, nền kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn với các mặt hàng chủ lực như răm gỗ, hàng may mặc, tinh bột sắn. Vì vậy, kết thúc năm 2023, giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt 5,06 tỷ đô la Mỹ, bằng 93,5% kế hoạch. Tuy mục tiêu kế hoạch không đạt như kỳ vọng, nhưng kết quả này cho thấy sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trên địa bàn. Những ngày nay, dù đã cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nhưng hơn 700 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Xuất Nhập Khẩu Vạn Lợi, huyện Nông Cống vẫn đang tích cực tăng ca để gấp rút hoàn thành đơn hàng với 300.000 sản phẩm ở 22 mã hàng khác nhau cho đối tác Nhật Bản. Được biết trước đây, công ty chuyên sản xuất hàng may mặc Âu, Mỹ, song do ảnh hưởng của kinh tế thế giới cuối năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, gần như công ty không ký được đơn hàng. Để khắc phục khó khăn tạo việc làm cho người lao động, một mặt công ty triển khai tìm kiếm khách hàng, mặt khác nâng cao tay nghề của công nhân may có đơn hàng dài hạn với các đối tác Nhật Bản. Công tác kiểm định chặt chẽ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất càng được công ty thực hiện chặt chẽ để giữ chân khách hàng. Mỗi khách hàng thì có một cái yêu cầu khác nhau. Một sản phẩm thì nó thông qua thứ nhất là cái công đoạn kiểm trên truyền, xong nữa rồi qua kiểm 1, kiểm 2 của nhà máy và qua bên kiểm 3 do bên khách hàng chỉ định đến để kiểm. Thì tương ứng một sản phẩm bên mình nó được thông qua 4 công đoạn kiểm hàng. Và toàn bộ tất cả các công đoạn kiểm này đều kiểm tra 100% hết. Là lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh, năm 2023, ngành dệt may Thanh Hóa phải đối diện với rất nhiều khó khăn về thị trường, đơn hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã linh hoạt tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh. Nhờ vậy, kết thúc năm 2023, toàn tỉnh sản xuất được hơn 508 triệu sản phẩm dệt may, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt, bắt đầu từ quý tư, đơn hàng cho ngành dệt may đã quay trở lại nhiều hơn. Ngành may thì đến cái quý tư, quý cuối năm ấy thì là thường là coi như là cái sức hút và cái lực chạy marathon để hoàn thành kế hoạch. Cho nên các đơn vị, các nhà máy đều tập trung để hoàn thành cái khách hàng đơn hàng mà đã giao cho. Hiện tại thì các ông chủ ngành dệt may nói chung và đối với tập đoàn Tiên Sơn chúng tôi nói riêng cũng như là hiệp hội dệt may của tỉnh Thanh Hóa thì cái thứ nhất là đang chọn khách hàng và đây là cái cơ hội để mà tìm đơn hàng cho nó phù hợp, và một mặt tức là
tiếp tục là gọi lao động quay trở lại. Về phía công ty chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp thích ứng các bộ phận phát triển là liên tục tìm kiếm các cái nguồn nguyên liệu, chúng tôi phải điều chỉnh công nghệ để làm sao để nâng cao được cái hiệu quả sản xuất, đảm bảo được chất lượng, giảm được giá thành để nâng được cái sức cạnh tranh, tham gia các cái chương trình kết nối doanh nghiệp với các nước để chúng tôi có thêm thông tin cũng như là tiếp cận được với các cái đối tác trong lĩnh vực may mặc để chúng tôi có được cơ hội tìm thêm được nguồn hàng cho cái nhà máy. Thông tin từ Sở Công Thương, năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 212 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ở 68 thị trường với các nhóm ngành, lĩnh vực như giày dép, may mặc, nông sản, vật liệu xây dựng. Mặc dù số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nhiều hơn và thị trường cũng được mở rộng hơn so với cùng kỳ, song do thị trường xuất khẩu không mấy thuận lợi, các thị trường nhập khẩu lớn như Mỹ, EU, Nga bị ảnh hưởng bởi lạm phát, xung đột chính trị, nên giá cả nguyên nhiên liệu đầu vào cũng như lãi suất ngân hàng tăng cao, khiến doanh nghiệp tham gia xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện phương châm hành động của chính phủ trong năm 2023 là đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành địa phương tham mưu nhiều giải pháp để khơi thông thị trường, ổn định sản xuất, đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới EVFTA, CPTPP, RCEP. Trên tinh thần đó, các doanh nghiệp đã chủ động linh hoạt tìm giải pháp ứng phó, ưu tiên tìm kiếm đơn hàng từ các thị trường mới, tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả đơn hàng ngắn, để đảm bảo duy trì sản xuất và giữ chân người lao động. Công ty cũng đã nhận được cái đơn hàng xuất khẩu trực tiếp cho cái đơn vị tiêu thụ bên Nhật, là một tập đoàn điện lực bên đấy, và nó đốt trực tiếp cái viên nén này, thì đấy là cái tín hiệu mừng và tích cực cho công ty cũng như cho người dân ở địa phương đây. Có nghĩa là khai thác được cái nguồn nguyên liệu từ gỗ keo rừng trồng ở địa bàn huyện Lăng Chánh và các địa bàn huyện lân cận để đưa về nhà máy chế biến thành viên nén gỗ sinh khối, cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện tại bên Nhật hoặc như Hàn Quốc, mà thực tế là công ty chuẩn bị ký cái hợp đồng 15.000 tấn với đối tác Nhật. Với cái yêu cầu khắt khe về những cái tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm của các cái thị trường quốc tế, công ty cũng đã mở rộng những cái nâng cấp cái thiết bị từ thủ công đến những cái thiết bị tự động hóa và những cái thiết bị lạnh có cái năng suất và âm lạnh sâu cũng như là cái năng suất cao, đảm bảo không những đảm bảo được cái sản lượng mà thay thế cho sức lao động mà còn đáp ứng được cả những cái hiệu quả trong kinh doanh. Là cơ quan thường trực của Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế và chỉ đạo chương trình xuất khẩu tỉnh thì sẽ tham mưu cho Ủy ban tỉnh tiếp tục là chỉ đạo các sở ngành và các đơn vị tiếp tục là cải cách thủ tục hành chính để hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ hai là tiếp tục làm cái công tác thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp về các cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Thứ ba là làm tổ chức các cái cuộc kết nối cho các cái doanh nghiệp với các cái đối tác nước ngoài, mà cái kênh đó là thông qua các cái thương vụ của Việt Nam tại các nước. Thứ tư nữa là tiếp tục là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển cái kênh thương mại điện tử để mà phát triển xuất khẩu cho đơn vị này. Có thể thấy, mặc dù kết quả xuất khẩu năm 2023 chỉ đạt 93,5% so với cùng kỳ và bằng 93,7% so với kế hoạch năm, song đây là sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Hy vọng rằng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói chung và các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nói riêng sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo trong tìm kiếm thị trường và ký kết đơn hàng xuất khẩu. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xuất khẩu trong năm 2024 của tỉnh đạt 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6% so với năm 2023. Bản tin doanh nghiệp doanh nhân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.